Em xin mến chào các bác, chào bác Hiệp, người bạn của em, và chào cô Hương, cô giáo Hương, người Nam Định, người mà đã chia sẻ cho hai anh em chúng em cái chậu lan kiếm này. Xin thưa với các bác thì đây là một chậu lan kiếm và được giao dịch với cái tên là Ngọc Diệp. Và anh em chúng em thì mua về từ tháng 3, nhưng mà em chăm sóc từ tháng 3 cho đến bây giờ thì cây thì rất là tốt, khỏe lực. Đợt anh em chúng em mua thì có 6 thân, thì có thân mẹ, có cái thân mẹ là to, lá to, khỏe, nhưng mà nó lại là thân già. Và cái thứ hai nữa là nó có 5 cái thân con thì nó chỉ nhỏ, nó nhỏ bằng ngón tay thôi. Và em về thì xin thưa với các bác là em chăm sóc từ cái đợt sau Tết, em cũng phải xem lại ngày thì mới rõ được. Và đến bây giờ thì em vừa đếm, thì xin thưa với bác Hiệp, với cô Hương và các bác là nó đã ra cho em được 14 thân, 14 thân này nhé. Và cả tính cả cái măng to là 14 thân. Nhưng mà chưa dám khoe. Và về cũng xin thưa với các bác là cái cây này, cái chậu cây này, thì thực ra mà nói là giao dịch là với là cái cây Ngọc Diệp. Nhưng mà về thì so với cái cây Ngọc Diệp của em thì lá nó lại khác khác một chút. Thì cũng không biết là nó ở trong một cái môi trường chăm sóc nó tốt thì nó hay là nó như nào, nhưng mà cái lá thì nó khác một chút. Măng mầm lên thì sạch. Đấy. Thế thì chúng em cũng đã nói chuyện với bác Hiệp là thôi thì bây giờ là ta cứ phải để nguyên. Năm nay thì nó qua rồi, phải đợi qua Tết rồi ta tiến hành kích hoa cho nó ra hoa. Rồi lúc đó thì chúng ta mới bổ xẻ, mới tính toán. Xin thưa với các bác là một cái cây kiếm, nếu như mà em không có cái cây Ngọc Diệp này, nếu em không có cái cây Ngọc Diệp này đã nở hoa tại nhà rồi thì nó khác. Còn khi mà em đã có cái cây Ngọc Diệp rồi thì giờ về cái cây này thì do em chăm sóc rất là tốt và nó ổn định ở trên cái chậu, do vậy mà nó phát triển rất là khỏe lực các bác nhé. Lá này là bây giờ là lên tới 3 sen rồi, lá 3 sen rồi các bác nhé, như là sắp như là tiền vũ rồi, rất là khỏe. 6 thân từ đợt sau Tết mà đến bây giờ thành 14 thân rồi các bác nhé. Em tính cả các cái thân nó nhỏ nhỏ đang lên đây là 14 thân. Và bây giờ thì nó lên cho em những các cái măng rất là khỏe lực. Đây cái cây mẹ đây, cái cây mẹ hôm Tết mua về thì lá nó cũng to được 3 sen đấy. Nhưng cây này là nó thuộc vào cây già rồi. Cây già đây, cây mẹ đây. Cây già. Nó không đẻ được. Nhưng mà nó có cái bộ rễ rất là vững, ổn. Năm nay chưa nở hoa và bây giờ nó đẻ ra cho em những các cái thân rất là to luôn, rất là tưởng tượng. Và những các cái thân này nó lên chẹt vào giữa, nhưng mà nó lên rất là khủng luôn. Thế thì anh em chúng em phải để cái chậu này sang năm để nguyên chăm sóc. Và ra ngoài Tết thì em sẽ tiến hành kích hoa, nó sẽ nở dịp Tết. Thì lúc đó thì mới bổ xẻ và mới chia cho các bác. Xin thưa với các bác là nếu như mà từ giờ đến Tết ý,
từ giờ đến Tết và sang đến tháng 3 sang năm thì có lẽ là cái chậu này nó phải lên tới 30 thân. Bây giờ nó đang có một loạt những các cái mầm nó đang lên, nó khỏe mà, cây nó to, nó khỏe, nó lực. Thì nó lại đâm một loạt những các cái mầm lên, mà bây giờ cái loạt này nó ra thì với cái đà mà em chăm sóc như thế này thì thân nó chắc là tuyệt vời lắm. Vâng, xin báo cáo với các bác thì cũng là một thân, nhưng mà có thân thì nó nhỏ, có thân thì nó lớn. Thân thì nó đẹp, thân thì nó xấu, nên là nó rất là khó tính thân. Rồi thì ta mua giống thì nó cứ trông nó cứ đẹp đẹp, nó được là ta mua được. Chứ còn đây, hôm Tết chúng em mua những các cái thân mẹ này, lá nó chỉ có hơn sen. Sáu thân trong đó thì có cả một cái thân này, một cái thân nó bị gãy, nó ngả lá. Là để giữ nguyên, chỉ còn sen hơn sen. Nhưng mà bây giờ cây con nó ra 2 sen rưỡi 3 sen rồi, còn đây những các cái cây này lên tới 3 sen luôn, mà nó dài đến 50 sen luôn, nó vượt các cái cây con kia gấp 3 lần luôn. Và xin thưa với các bác là một cái chậu lan kiếm mà được gọi là có một cái bộ rễ mà nó ổn định rồi thì chúng ta chăm sóc nó nhanh lắm. Chúng ta chăm sóc mà đúng kỹ thuật thì nó đẻ cũng nhanh mà nó phát triển cũng mạnh. Mà cái thế hệ sau nó ra thì con nó rất là to và nó khỏe lực lắm. Đấy, như em đấy là các bác tính như cái chậu này bây giờ em mới chăm được khoảng nửa năm, khoảng 6 tháng, 6 tháng hơn 6 tháng, mà từ 6 thân thành 14 thân, từ 6 thân to nhỏ thành 14 thân, và bây giờ nó lược sức với những các cái măng bầm mà nó có đang bé bằng cái ngón tay kia, nó lên thì nhanh lắm. Từ giờ đến Tết là nó sẽ lên một loạt đó, và ra ngoài tháng 3 thì nó lại lên, ra ngoài Tết thì nó lại lên cho một loạt nữa trước khi mà kích hoa để chuẩn bị cho nó ra hoa. Vâng, xin thưa với các bác thì thôi thì hôm nay dù sao chăng nữa thì lên sau khi ăn cơm thì lên chăm sóc cái vườn lan. Đợt vừa rồi thì nó mưa gió, nó thấy nó bẩn thì em cũng vệ sinh, lau lá cho nó. Rồi tiện thể thì quay khoe với các bác, rồi báo cáo với bác bạn của em cũng như là cô Hương, cô giáo Hương. Đây là cái tình trạng cái chậu cây mà mua của cô về còn nguyên và chăm sóc bây giờ nó đã như thế này rồi. Vâng, thế vậy xin chào các bác nha. Xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau. Để qua cái video này thì ngoài cái em khoe ra thì cũng xin chia sẻ với các bác là chúng ta chăm sóc một cái cây lan kiếm khi mà nó đã ổn định bộ rễ rồi thì cái việc mà chăm sóc của nó là rất là nhàn, dễ, và chúng ta chăm sóc thì cái lượng phân nó phù hợp thì nó phát triển rất là nhanh, rất là nhanh và mạnh. Rồi là chúng ta đây bổ sung phân dê cũng như là phân tan chậm đấy vào gốc của nó đây thì nó đủ phân, đủ nước, đủ dinh dưỡng thì nó phát triển mới nhanh. Về cái lan kiếm này ấy, các bác chơi lan thì các bác biết rồi, cái lan kiếm này ấy, thì cái mức độ mà hấp thụ và cần dinh dưỡng của nó là nó phải nhiều gấp 3 cho nên gấp 4 lần cái phi điệp đấy các bác nhé. Còn nếu nó không đủ dinh dưỡng là nó không phát triển nữa đâu. Kể cả như cái địa lan kia của em cũng vậy. Địa lan kia mà chăm sóc mà nó không đạt yêu cầu một cái là em biết ngay.
vì thực ra mình trồng toàn bừng sỏi mà, bên vỏ thông nó có cái gì đâu. Vậy thì chúng ta phải cung cấp cái dinh dưỡng cho nó có đủ cái dinh dưỡng thì cây nó mới phát triển mới tốt được. Thôi em xin chào, hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Kính chúc sức khỏe các bác, chúc các bác có một buổi tối vui vẻ và chống dịch tốt.